Cháu đi ở đây được 1 phút nữa xong cháu phải phải tắt. Tại vì cháu đợi lâu quá. Okay, I'm sorry. Because the internet of today is not really good, so I cannot go in town. I'm so sorry about that. Okay. Mẹ ra cây từng mưa. Gọi như nó ghi là 1 phút nữa cháu phải ra ngoài. Chị ơi, cô nhận được bài tập về nhà của chị rồi nhá. Chị đọc bảng chữ cái khá là tốt nên là trước khi vào buổi học cô sẽ cho chị phát sao nhá. Addison, chị, I received your homework and your homework is very good. I'm so impressed. So before you get this lesson, I will give you 3 stars, okay? And cả bạn Minh nữa, cô nhận được bài tập về nhà của cả Minh nữa. Okay, Chi, Allison, Ming, you have 3 stars before your lesson start because you send me the homework is very good. Okay, chúng mình tiếp tục nhé. Trước khi vào lớp học thì cô có một số lời nhỏ nhỏ. Chúng mình first, be respectful of the other. Chúng mình luôn luôn tôn trọng mọi người nhé. Đầu tiên là tôn trọng các bạn trong lớp và thứ hai là tôn trọng cô. Okay, số 2 là be good listener. Chúng mình hãy là một người biết lắng nghe nhé. Khi nào mà chúng mình muốn nói thì chúng mình hãy giơ tay lên. Khi cô gọi thì chúng mình trả lời nhé. Raise your hand if you want to say something to me or the other in the class. Nếu mà chúng mình muốn nói gì thì chúng mình giơ tay nhé. Khi các bạn khác nói thì chúng mình nhớ lắng nghe. Ok. Khánh có câu hỏi gì hả? Khi cô ngửi nhận à? What? Cô cháu không gửi mà. You send me the homework, right? The recall, right? Okay, I'm sorry. Free stop for you, Khánh. Bạn Khánh đấy nhá. Giang ơi, Giang mở cam lên nhá. Giang, can you help me turn on the camera, please? Bây giờ chúng mình trước khi vào bài mới, thì chúng mình sẽ ôn tập lại bảng chữ cái một lần nữa nhé. The camera isn't working. Free stop. Chị, kéo đây, bố mẹ cho nó mắc vô lên. Nào giúp cô đọc bài chữ cái một lần nữa thì cô cũng sẽ xong rồi. Chị giơ tay không? Chị à? Chị đọc lại cho cô nào. A
g h i k l m n o o e o b. Quy ra sa cha u ư ba sơ sơ. And the last one e. Oh, very good, chị. Freestyle for you. Lúc nãy bạn Minh vừa giơ tay đúng không, Minh? Vâng. Ờ, Minh đọc lại giúp cô một lần nữa nhé. À. À. Ừ. Ừ. B. B. C. D. D. E. E. Chocolate. G. G. H. E. K. K. L. Đưa tay xuống. N. O. 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 T. Q. 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 R. S. U. 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 V. V. S. S. I. Very good, Minh. Freestyle for you. And Khánh vừa giơ tay đó, Khánh giúp cô đọc là rapper in the class. A a o b c z d e e o h i k l p r o o o p v l s t u u v s i. The rapper in class. Very good, Khánh. Ba sao cho bạn Khánh nhé. I think you can become the rapper in the future. Chúng mình tiếp tục nhé. Okay, so the lesson today is about lời chào của em. Everybody repeat after me, please. Lời chào của em. Lời chào của em. Giang ơi Giang, Giang bật cam lên nhé. Video của con. Chào của em. Lời chào của em. Lời chào của em. Nó xem là một ngày uống mấy viên ấy. Cô sẽ bán. Cô nói cái này rồi. Một viên cũng phải không? Hay là hai viên? Một viên hướng dẫn nó sử dụng. Okay. So in the lesson today, we'll learn about to say hello, say goodbye in Vietnamese. Okay. Thì mình bắt đầu nhá. I first and you follow me. Okay. Ba. Ba. Everybody turn on the mic and repeat after me. Ba. Ba. Ông. Ông. Cháu. Cháu. One more time faster. Ba. Ba. Ông. Ba. Ông. Cháu. Cháu. Bạn nào giúp cô đọc lại một lần nữa nào? Cái để nói cho mình mà nói ngay trước mặt mọi người đi. Ok, chị giúp cô nào. Ba. Ông. Chào. Very good. Now for you, Chi.
mình tiếp tục nhá. Chị xếp luôn để cô lấy xuống cho. Chị hôm mai ăn mua nhiều anh quần áo đấy, em chị em anh em con nhé, cái này từ vựng cái mình giúp cô này xong rồi. Chị anh chị Hà, chị Hà thì mẹ Hà, chị Hà nói về sau của con đấy, bây giờ thì con đang gật đầu. Okay, get me to start with you. So who can help me with this word one more time? I will give you two star. Chị giúp cô nào. Anh em sao mà nhiều lúc lại giang giơ tay đúng không Giang? Ok Giang giúp cô đọc nào. Chị anh được à, con cứ dùng mai con tặng xuống mà nhắc con ngày mai cái này cho mà trong xe you khi đang trên đi bố này quá bố áo bố nó. Bố mẹ con faster bố bố mẹ con very good mẹ con mẹ okay who want Minh giúp cô đọc lại nào bố mẹ con very good to start with you Minh. And Chi giúp cô đọc lại nào. Bố mẹ con. Very good. Allison giúp cô đọc lại nào. Bố mẹ con. Very good. To start with Allison. Giang giơ tay đúng không? Giang giúp cô đọc nào. Bố mẹ con. Very good. To start for you, Giang. Chúng mình tiếp tục nhé. Mình. I'm sorry. Ba. Câu. Repeat after me, please. Mình bạn cậu. Mình tớ. One more time, faster. Bạn cậu. Bạn cậu. Bạn cậu. Tớ. Tớ. Mình tớ. Very good. So who one can help me speaking this pronunciation? The personal pronoun. I will give you two star. Chị giúp cô nào. Bạn có thể gọi là cậu hoặc có thể là mình xưng là mình hoặc là tớ nhé. Mình tớ mình với tớ mình là mình đây này mình này là cháu gọi thằng bạn cháu là tớ tớ là tớ, tớ mình đánh giá được chưa. Khi nào chúng mình sử dụng ngôi nhân xưng này trong on. Khi mà chúng muốn gọi các bạn trong lớp, ví dụ này, bạn Minh muốn gọi bạn Khánh là bạn thì bạn Minh sẽ xưng là gì nhỉ? Mình hoặc là tớ. Ok chưa? Các bạn hiểu chưa? Các bạn có thể gọi tớ. Các bạn là bạn. Tớ. Còn các bạn sẽ xưng tớ. Là tớ. Ok. Tớ. Chúng mình tiếp tục nhé. Các bạn. Các bạn. Các bạn. Very good. Các bạn. On good. Các chị. Các chị. Các chị. Các chị, right? Các anh. Các chị. Các anh. Các anh. Các anh. Anh. Chúng tôi. Chúng tôi. Chúng ta. Chúng ta. So the difference from the chúng tôi and chúng ta that chúng tôi includes and the listener. And chúng ta is not include the listener. Okay, so we're listening and speaking after me one more time. Chúng tôi.
Các bạn nghe mà nhắc lại theo cô là Khánh ơi, vì có hơi nhiều bạn trong lớp một chút nên là cô sẽ gọi lần lượt nhé. Nếu mà con không được gọi Khánh, con cũng đừng buồn nhé Khánh nhé. Thì bây giờ bạn Khánh giúp cô nào. Khánh ơi. Tôi chúng ta. Tại vì có hơi nhiều bạn trong lớp một chút nên là cô sẽ gọi lần lượt nhé. Nên là không phải lúc nào mình cũng tự gọi nên mình mạnh mẽ. Thảo Giang giúp cô nào. Chúng ta. Giang, Khánh and Allison. Mỗi bạn sẽ được 2 sao nữa nhé. Chi giúp cô đọc nào. Chúng ta. Very good, Chi, to start for you. And chúng mình tiếp tục nhé. And tôi. First personal pronoun, you should attract the people of the same age. Mình is the same, but this one is more, how to say, thân mật hơn. Ok, chúng mình nghe và nói lại theo cô nhé. Tôi. Mình. Chúng mình có thể dùng tớ thay cho tôi nhé. Ví dụ chúng mình gọi các bạn ở trong lớp là, chúng mình có thể xưng là tớ và gọi các bạn trong lớp là cậu. Tiếp tục này. Anh. Chúng mình nghe lại cô nhé. Anh. Chị. Em. Okay, one more time, person. Anh. Chị. Em. Okay. Anh chị em thôi. Who one can help me speaking this one more time? I will give you 2 stars. Chi nào, chi giúp cô nào. Anh chị em. Very good, 2 stars for you. Khánh giúp cô nào. Anh chị em. Very good, 2 stars for you, Khánh. And Minh giúp cô nào. Anh chị em. Very good, 2 stars for you. And Giang giơ tay rồi. Giúp cô nào. Anh chị em. Very good, 2 stars for you too. Chúng mình tiếp tục nhé. I first can, you repeat after me, okay? Okay, one more time, faster. Okay, so it's like saying now is the issue for a man or like grandfather. And bán like second pronoun is for to the older woman or the grandmother. Đi ơi, mình vào sửa áo này cho mẹ cái. Đi. Chúng mình nghe và nhắc lại theo cô nhé. Xong rồi đi. Đi ra vào thôi. Bạn nào giúp cô đọc lại một lần nữa nào. Cô đi con. Mình giúp cô nhé. Tên máy của ông bà. The last one. Cháu. Okay, very good. Khánh giúp cô nào. Khánh giúp cô đọc nhé. Ông bà cháu. Ông bà cháu. Very good. Khánh, to start for you. And Giang giơ tay đúng không? Giang giúp cô đọc nào. Ông kỵ luôn. Cháu. Oh, one more time. Ông. Ông bà cháu. Very good. Giang, to start for you. Chi giơ tay đúng không? Chi giúp cô đọc lại nào. Ông bà cháu. Very good. So fast. To start for you. And we move to the other. Repeat after me.
So, it's like in Vietnamese, it's the end of the sentence to show your respect with the person is older than you. Okay? So when you're speaking with the person is older than you, you can put at in the end of the sentence to show your respect. For example, chào mẹ ạ. Con chào mẹ ạ. Chào mẹ ạ. Cháu chào ông ạ. Con chào bố ạ. Con chào bố ạ. So bây giờ chúng mình nhớ con chào bố. Ok, bây giờ Chi nào, Chi giúp cô đặt một câu có từ ạ nào. Con chào mẹ ạ. Very good, to start for you. Khánh nào, Khánh giúp cô đặt một câu có từ ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, very good, to start for you. Khánh, very smart. Minh nào, Minh giúp cô đặt một câu có từ ạ. Con chào ông ạ. Very good, Minh, very smart and handsome at the same time. Edison nào, Edison giúp cô đặt một câu con từ ạ. Chào ông ạ. Con chào ông ạ. Cháu chào ông ạ. Cháu chào ông ạ. Thế cho Giang nào, Giang giúp cô đọc một câu từ ạ nhé. Con chào bố ạ. Very good, Giang, to start for you. Okay. Boy. Yes. Cháu. No, Giang. Khánh ạ, Giang. Okay. Cháu có câu hỏi. Khánh nói đi. Khánh có câu hỏi gì ạ, Khánh? Cháu đang nói đầu ấy. Cái gì? Con nói lại một lần nữa cho cô nghe được không? Cháu muốn định nói cái gì ở đầu ấy. Cháu muốn định nói cái gì ở đầu? Đúng rồi. Khánh định bảo là lúc nãy Khánh đọc bảng chữ cái cô quên chưa cho con sao nên con hơi buồn. Con không buồn. Con không buồn. Thì cô xin lỗi Khánh nhá. Lúc nãy con cho các bạn 3 sao đúng không? Cô xin lỗi Khánh, lỗi của cô đúng không? Cô xin lỗi Khánh nhá. Bây giờ cô sẽ cho thêm Khánh 3 sao. Cháu không quan trọng. Không quan trọng đúng không? Không quan trọng nhưng mà cháu sao? Xin lỗi Khánh. Bây giờ chúng mình tiếp tục nhá. Nếu mà cô có hơi nhiều bạn trong lớp một chút mà cô có quay các bạn nhớ nhắc cô nhé. Cô xin lỗi con cái. Con cần gì quà tặng không ạ? Con cần gì quà tặng? Vâng. Ok, so we'll continue. Dạ. So dạ is like the same with ạ. It's like polite words in Vietnamese. And even the beginning of the sentence. So ạ is the end of the sentence, right? And that is the first in the beginning of the sentence to show your respect. In some situation, it's like understood from the speaker. Understood from the speaker. Like when the mother call you, you can say dạ. Ví dụ nhá, chị ơi. You can say dạ like that. So this time I will practice. Chị ơi. Very good. So when your mother or the father or the grandfather call you, you can say answer like that. Okay. Minh ơi. Dạ. Khánh ơi. Dạ. Very good. Allison ơi. Dạ. Very good. Giang ơi. Dạ. Very good. So everybody have one star. Okay. Mỗi bạn có thêm một sao nhé. Khi mà người lớn gọi chúng mình thôi thì chúng mình có thể trả lời là dạ ở đầu câu. Ok. Chúng mình tiếp tục với từ vâng. Giờ lúc nãy bạn Khánh có nói từ vâng đúng không? Bây giờ cô sẽ nói lại một lần nữa nhé. Từ vâng in the Vietnamese is like polite words. It's usually the beginning of the sentence to show you understood or agree with the speaker. Ok. Từ vâng thì biểu thị sự lịch sự và dùng ở đầu câu. Và khi mà chúng mình đồng ý với người nói, chúng mình có thể dùng từ vâng ở đầu câu nhé. Ok, so it's all about vâng. Vâng.
Okay, so do you want to play a game with me? Chúng mình bắt đầu trò chơi nhé. Matching the word with the picture. The first one. Đây là ai nhỉ? Thánh giúp cô nè. Bà. Very good. Bà. Very good. Two star for you, Khánh. Tiếp tục nhé. Đây là ai nhỉ? Bố. Raise your hand if you have to answer. Minh giúp cô nè. Bố. Very good. Bố. Correct. Two star for you, Minh. Tiếp tục nào. Giang. Giang giúp cô. Đây là ai hả Giang? Anh. Very good. Anh. Two star for you, Giang. And đây là ai nhỉ? Chi giúp cô nè. Ông. Ông. Very good. Ông. Okay. Ông. And đây là ai nhỉ? Two star for you, Chi. And give me a moment. Đây là ai nhỉ? Edison giúp cô nè. Em. Are you sure we don't have any here? Chi. Chi. Very good. And the last one. Two star for you, Edison. And đây là ai nhỉ? Bạn nào giúp cô? Giang. Giang giúp cô nè. Mẹ. Very good. Mẹ, right? Two star for you, Giang. Chúng mình tiếp tục nhá. Đây là ai? Bạn nào mà trả lời được câu này đúng, cô sẽ cho bạn đi 3 sao nhé. Khánh giúp cô nào. Cô giáo. Tên. Không đúng rồi. Alison giúp cô nào. Phải. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Câu trả lời cuối cùng của Edison là gì? Edison ơi, you forgot to turn on the mic. Cô. Very good. Cô. 3 star for you, Edison. Very smart. Cô. And we continue. This one. Mình giúp cô nè. Anh. Are you sure we don't have anh in here? Ở trong này chúng mình không có từ anh. Nhiều anh, có rất nhiều anh thì chúng mình gọi là gì nhỉ? Năm, bốn, ba, hai, một. Bạn nào giúp bạn Minh à? Giang giúp Minh nhé. Very good. Các anh. Two star for you, Giang. Tiếp tục nào. Bạn nào mà trả lời đúng câu này, cô sẽ cho bạn ấy 3 sao nhé. Chi nào. Chú. Chú. Very good. 3 star for you, Chi. Tiếp tục nhé. Sorry. Đây là gì nhỉ? Các bạn trả lời cho cô nào. Các Thánh. Chị. Chị. Các chị. Chị. Ok. 2 star for you, Thánh. And đây là ai nhỉ? Bạn nào mà trả lời đúng câu này, cô cho bạn ấy 3 sao nhé. Chi giúp cô nào. Cô giáo. Very good. 3 star for you, Chi. And the last. Giang giúp cô nào. Các bạn. Very good. Các bạn. 3 star for you, Giang. Chúng mình tiếp tục nhé. Lời chào của em. Lời chào của em. Repeat after me, please, everybody. Lời chào của em. Lời chào của em. Very good. Khi mà chúng mình chào bà thì chúng mình sẽ chào như thế nào nhỉ? Cháu chào. Cháu bà. Chào bà. Cháu chào bà. Very good. Ôi chào bà. Ôi chào bà. Khi mà chúng mình chào mẹ thì chúng mình sẽ chào như thế nào nhỉ? Con chào mẹ. Very good. Chúng mình nhớ luyện tập được nhiều nhé. Khi mà chúng mình muốn chào ông thì chúng mình chào như thế nào nhỉ? Con chào ông ạ. Con chào ông ạ. Very good. Cháu chào ông ạ.
when you want to say hi. Con chào bố ạ. Con chào bố ạ. Very good. Chào cô thì chúng mình chào như thế nào? Con chào cô ạ. Cháu chào cô ạ. Chúng mình xưng em nhé. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Chào bạn Chi. Cô chào bạn Khánh. Cô chào bạn Minh. Cô chào bạn Allison. Cô chào bạn Giang. Chúng mình xưng em với cô nhé. Tiếp tục nào. Khi mà chúng mình muốn chào với cả anh thì chúng mình chào như thế nào nhỉ? Cháu không có anh. Ừ. Anh ở trường, anh mà lớn hơn mình, người mà lớn hơn mình gọi là anh đúng không? Người mà lớn hơn mình này, xong rồi là giới tính nam thì chúng mình có thể gọi là anh, mà đâu nhất thiết lại phải là brother đâu đúng không? Nhưng mà toàn mình toàn ở nước khác mà mình làm sao họ hiểu được mình? Thì bây giờ mình có biết tiếng Việt trước để lúc nào mình về Việt Nam thì mình luyện tập được không? Tiếp tục nhá. Khi mà chúng mình muốn chào chị thì chúng mình chào thế nào nhỉ? Em chào chị. Very good. Bây giờ chúng mình luyện tập lại một lần nữa nhé. Who can help me speaking this one? Con chào ba ạ. Remember the rule in the class. Khi mà chúng mình muốn trả lời thì chúng mình giơ tay lên nhé. Bạn nào giúp cô đọc câu này một lần nữa nào. Khi nào? Cháu chào cô ạ. Cô, are you sure? Bà. Bà. Cháu chào bà ạ. Okay, true star for you. This one. Khánh giúp cô nào. Con chào mẹ ạ. Very good, she start for you. Minh giúp cô nè. Con chào ông ạ. Cháu chào ông ạ. Con chào ông ạ. Very good, Minh. For you. And Allison, now Allison giúp cô nè. Con chào bố ạ. Very good, she start for Allison. Giang nè, Giang giúp cô nè. Em chào cô ạ. Very good, she start for you, Giang. And chị giúp cô nè. Em chào anh ạ. Very good, she start for you, chị. Tiếp tục nào, Khánh giúp cô nè. Em chào chị ạ. Very good, Khánh. So that's the way you say hello in Vietnamese. And khi mà chúng mình chào với người lớn tuổi hơn, chúng mình nhớ dùng từ dạ với câu là từ ạ nhé. Bây giờ các bạn có muốn chơi trò chơi không? Vâng, dạ. Chúng mình chơi trò chơi nhá. Dạ. So the game is like hard picture game. Okay, so are you ready? Yeah. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình bắt đầu nhé. Đầu tiên nào, bây giờ cô sẽ chọn một người để bắt đầu trò chơi và bạn ấy sẽ chọn màu bạn ấy thích nhá. Khánh giúp cô nào. Khánh chọn màu Khánh thích đi. Cháu thích màu đỏ. Màu đỏ. Em chọn màu đỏ nhá. Đây là ai à Khánh? Chị. Are you sure? Yeah. Chị, very good. Chị start with you, Khánh. Chúng mình tiếp theo nhá. Chị chọn giúp cô màu chị thích. Màu tím. Đây là ai hả chị? Bố. Are you sure? Very good. Two star for you. Congratulations. Bố. Tiếp theo là Minh giúp cô chọn màu Minh thích. Màu xanh. Dạ. Xanh. Là cây hay màu xanh nước biển hả Minh? Đây. Bà. Bà. Very good. Minh, two star for you. Okay, bà. This one. Allison giúp cô nào. Chọn màu mà Allison thích đi. Light green.
Sáng. Green or blue? Green. Green. Let's see. Oh. Con chọn thêm một màu nữa đi. Blue. 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 Đây là ai hả Edison? Baby. Baby, your name is? Em. Let's see. Em, very good. Crystal for you. Em. Chúng mình tiếp tục. Giang nào. Giang giúp cô chọn màu Giang thích. Con chọn màu vàng. Màu vàng đúng không? Ừ, màu vàng là nàng công chúa. Nào công chúa Giang chọn đoán cho cô. Are you sure? Okay, very good. Three star for you, Zhang. Chúng mình tiếp tục nhé. Mình giúp cô chọn màu mình thích nữa nào. Màu đỏ. Màu đỏ. Đây là ai hả Minh? Mẹ. Mẹ, very good. Three star for you, Minh. Chúng mình tiếp tục nhá. Chi nào, Chi giúp cô nào. Màu xanh xương. Đây là ai hả Chi? Các bạn. Các bạn. Very good. Three star for you, Chi. Chúng mình tiếp tục nhá. Khánh nào, Khánh chọn giúp cô màu Khánh thích đi nào. Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển. Yêu trắng màu xanh nước biển. Cô giáo. Cô giáo, very good, two star for you. Cô giáo, tiếp tục nào. Giang giúp cô chọn màu Giang thích nào. Màu đỏ. Màu đỏ. Đây là ai hả Giang? Chú. Are you sure? Yeah. Okay, let's see. Chú. Very smart, Giang. Three star for you. Ugly. Ugly look. Nhá. Tiếp tục nào, Edison. Edison giúp cô chọn màu Edison nào. Ugly. Ugly uncle. Uncle. Red. Màu đỏ, right? This one. Đỏ. Ba. Ba, are you sure? Chi. Thanks. Go. So the last answer is go. Very good, Allison. Three star for you. Go. And Chi nào, Chi giúp cô chọn màu Chi thích nào. Màu vàng ạ. Con chọn thêm một màu nữa đi. Màu đỏ ạ. Đây là ai hả Chi? Con đoán lên đây là anh. Very good, Chi. Two star for you. Thì chúng mình tiếp tục nhá. Okay, so if the order about the game. Bây giờ chúng mình sử dụng chúng mình ôn tập lại cách sử dụng vâng hoặc là có nhá. Vâng hoặc là có dùng khi chúng mình trả lời này. Được chưa? Khi mà mẹ gọi chúng mình thì chúng mình có thể nói vâng hoặc là có. Dạ thì trước khi con nói hoặc là khi ai gọi. Ví dụ nhá, khi mà mẹ gọi con thì con có thể trả lời là dạ. Hoặc là bố gọi con thì con sẽ có thể để trả lời là dạ. Thì con sử dụng ở cuối câu đúng không? Chúng mình sử dụng ở cuối câu khi mà chúng mình muốn thể hiện sự tôn trọng với cả người lớn tuổi hơn, hoặc là chúng mình lễ phép với cả mọi người thì chúng mình có thể dùng dạ ở cuối câu, dùng ạ ở cuối câu. Ví dụ nhá, khi mà chúng mình nói xin chào thì khi chúng mình nói xin chào với nhau thì chúng mình chỉ có thể xin chào, nhưng mà khi mà chúng mình nói xin chào với người lớn tuổi hơn thì chúng mình nhớ để dạ ở cuối câu nhá. Ví dụ này, xin chào ạ. Cháu chào ông ạ, con chào mẹ ạ. Chúng mình nhớ chưa? Còn ôi, khi
khi con gọi mọi người, ví dụ nhá, mẹ ơi, bố ơi, ông ơi, anh ơi, giống như thế. Bây giờ cô gọi xong rồi chúng mình trả lời cô nhá. Chi ơi. Dạ. Minh ơi. Dạ. Khánh ơi. Dạ. Giang ơi. Giang ơi, where are you? Dạ. Allison ơi. Allison, where are you? Dạ. Chúng mình nhớ nhá, không khi khi mà người lớn gọi chúng mình thì chúng mình nhớ dạ nhá. Khi mẹ gọi chúng mình này, bố gọi chúng mình này, ông bà gọi chúng mình này. Khánh có câu hỏi à Khánh? Đi không được. Đi chẳng ai được sao hay sao? Chúng mình đang muốn tập bài cũ nhé. Tí nữa chúng mình chơi trò chơi thì cô sẽ cho chúng mình sao nhé. Bây giờ chúng mình nhìn vào tranh mà nói nè. Bạn nào giúp cô đọc nè. Chi giúp cô đọc nè. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Very good. Chi to start for you. Chúng mình tiếp tục nhé. Mình giúp cô đọc câu này nè. Minh ơi, Minh giúp cô đọc câu này nhé. Dạ. Giúp cô đọc câu này nhé. Can you help me speaking this sentence, please? Con chào mẹ ạ. Con chào mẹ ạ. Very good to start for you. Mình tiếp tục nào. Chúng mình có thể đổi tên chúng mình ở trong câu này nhé. Khánh giúp cô nè. Dạ, dạ, con tên là Vi. Your name is Vi? No, it's just right here. Khánh, dạ, con tên là Khánh. Okay, to start with you, Khánh. Chúng mình tiếp tục nhé. Vâng. Chị giúp cô đọc câu này nè. Con chào ông ạ. Very good to start for you, Chi. Tiếp tục nào. Giang giúp cô đọc câu này nè. Bố ơi. Very good, bố ơi to start for you. Đấy là cách chúng mình sử dụng ơi, vâng, dạ, ạ ở trong tiếng Việt. Chúng mình nhớ luyện tập thật nhiều nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ đọc bài thơ nhé. Bài thơ của tên là Lời Chào. So I first and you follow me, okay? Lời chào. Lời chào. Lời chào. Lời chào đến hết. Thấy người lớn. Mọi người đều biết. Chúng mình nghe và đọc lại theo cô nhé. Nhìn thấy người lớn. Nhìn thấy người lớn. Bé chào lễ phép. Miệng cười thật tươi. Miệng cười thật tươi. Mọi người đều mến. Mọi người đều mến. Okay, so this time we're speaking faster. Lần này chúng mình nghe, listening and repeat after me faster. Okay, lời chào. Lời chào. Everybody repeat after me first. Nhìn thấy người lớn. Nhìn thấy người lớn. Bé chào lễ phép. Bé chào lễ phép. Miệng cười thật tươi. Miệng cười thật tươi. Mọi người đều mến. Mọi người đều mến. Bạn nào giúp cô đọc lại bài thơ này, cô sẽ cho bạn ý 5 sao nhé. Khánh giúp cô đọc lại nè. Lời chào. Nhìn thấy người lớn, bé chào lễ phép, miệng người thật tươi, mọi người đều mến. Okay, very good. 5 star for you, Khánh. Bạn nào giúp cô đọc lại một lần nữa nè. Giang nè. Lời chào. Nhìn thấy người lớn, bé chào lễ phép, mọi người đều mến. Very good, Giang. 5 star for you. Allison giúp cô nè.
nhìn thấy người lớn bé nhìn thấy nhìn thấy người lớn bé cáo lễ phép mình cúi cười thật cười đặt túi mọi người tuổi mình đều mến tuổi mến mọi người đều mến mọi người tuổi đều mến. Ờ, khi mà con phát âm từ đều với miệng con giống như là đang cười, đều mến. Mến. Ok, 5 stars for you, Allison. Ok, chị giúp cô đọc lại một lần nữa nào. Nhìn thấy người lớn. Nhìn thấy người lớn. Bé chào lễ. Bé chào lễ. Miệng cười thật tươi. Miệng cười thật tươi. Mọi người đều mến mát. Ok, very good. Chị, 5 stars for you. And Minh giúp cô đọc lại nè. Minh ơi. Dạ. Con giúp cô đọc lại nhá. Nhìn thấy người lớn. Nhìn thấy người lớn. Bé chào lễ phép. Bé chào lễ phép. Miệng cười thật tươi. Thật tươi. Mọi người đều mến. Mọi người đều mến. Cảm ơn bạn Minh. 5 sao cho bạn Minh. Ok. Chúng mình nhớ luyện tập thật nhiều này. Nói lời chào, dùng từ ạ, từ vâng này. Khi mà có ai gọi chúng mình thì chúng mình gọi là gì nhỉ? Dạ hoặc là vâng. Khi mẹ gọi chúng mình đúng không? Hoặc là khi mà chúng mình nói chuyện với người lớn tuổi hơn thì chúng mình nhớ dùng ạ ở cuối câu nhé. Ok, so your homework is like bài tập về nhà của chúng mình là học thuộc bài thơ lời chào. Cô nhờ bố mẹ quay clip các con đọc bài thơ lời chào ạ. Trước khi kết thúc bài tập buổi học ngày hôm nay thì cô sẽ đếm sao. Bạn Chi ở cảm ơn. Hẹn gặp lại cả em. See you again. Hẹn gặp lại nhé. See you again. Cô ơi. Ôi. Còn quá. Cô ơi. Ôi. Ồ, Khánh nói đi Khánh. Ai được nhiều sao chứ? Các bạn chờ cô một tí nhé, cô đang đếm. Nữa con bé nó không biết lọc rồi. Đầu tiên là bạn Chi. Bạn Chi hôm nay có cho cô một chút nhé. Bạn Chi hôm nay có 55 sao. Chúc mừng bạn Chi. Congratulations. Tiếp tục bạn Addison. Addison có 46 sao. Chúc mừng bạn Addison. Bạn Minh. Hôm nay bạn Minh cũng có rất nhiều sao. Hôm nay bạn Minh có 46 sao bằng bạn Edison. Chúc mừng bạn Minh. Congratulations. Tiếp tục nhá, Khánh. You have a lot of stars today. Bạn nay bạn Khánh có 53 sao. Rất sát nút. Sát nút. Hôm nay bạn Khánh có 53 sao. Chúc mừng bạn Khánh. And Giang. Hôm nay bạn Giang có 49 sao. Chúc mừng bạn Giang. Hôm nay bạn có nhiều sao nhất là bạn Chi. Chi, congratulations. Các bạn vỗ tay chúc mừng bạn Chi nhá. Congratulations. Hôm nay bạn Chi là hoa hậu của lớp. Chúng mình nhớ làm bài tập về nhà nhá. So it's the end of the lesson today. Thank you for spending time to learn Vietnamese with me today. So see you next time. Bye. Cô chào các bạn. Cô chào bạn Chi, cô chào bạn Minh, cô chào cảm ơn cô ạ. Chào cô ạ. Cô cũng cảm ơn các bạn học tiếng Việt cùng cô nhá. Chào cô. Bye. Em chào cô ạ. Cô chào Giang.